Chào mừng các bạn đến với website học tiếng Nhật trực tuyến vũmori.com. Trong ngày hôm nay, mình xin được nói về một điều mà hẳn rất nhiều bạn đang học ở trình độ N2 quan tâm, đó là học N2 như thế nào để mang lại được hiệu quả cao nhất. Dựa trên kinh nghiệm đã đào tạo qua nhiều khóa học viên, đội ngũ giáo viên Vũmori đã xây dựng một lộ trình luyện thi N2 gồm 3 giai đoạn như sau. Hãy cùng nhìn lên màn hình nhé! Giai đoạn 1, chúng ta sẽ cùng với thầy Dũng Cô Thanh học qua 471 chữ Hán của N2, chia đều ra 21 chương và được dạy trong tổng cộng 43 video, với thời lượng mỗi video lên tới 40 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Và điều này thì gần như tương đương với 1 giờ giảng trực tiếp mà chúng ta vẫn thường theo học trên lớp, phải không nào? Chữ Mỹ này này, chữ Mỹ này là một chữ có bộ dương ở trong nhá. Ý nghĩa của nó sẽ là utsukushi, rất là quen thuộc rồi, Mỹ là đẹp đúng không nhỉ? Utsukushi jose chẳng hạn đúng không nào, một người con gái đẹp. Và khi mà nó ghép với những chữ Hán khác, chúng ta nhớ cái cách đọc của nó là bi nhá. Thế thì làm thế nào để nhớ chữ Hán này thì các bạn nhớ này. Đầu tiên, trong cái chữ này thì bộ dương nó nằm ở bên trên đây này. Đó, được chưa nhá? Rồi, bên dưới là cái gì đây? Mất cái đuôi đúng không nào? Bên dưới là cái gì nhỉ? Chữ gì đây nhỉ? Là chữ đại đúng không nào? Chúng ta tưởng tượng nhá. Vậy các bạn nhìn tranh nhá, có hai bức ảnh. Một bức ảnh là một con cừu rất là bé lúc còn nhỏ đúng không? Trông nó xấu xấu đúng không? Thế thì một bên cạnh là một con cừu khi nó lớn lên rồi. Con cừu khi mà nó lớn lên thì nó sẽ rất là đẹp đúng không? Nhìn tranh thấy luôn đúng không? Cừu bé thì xấu xí mà chẳng có lông đúng không? Cừu lớn rất là xinh đẹp. Sau mỗi chương, các bạn có thể ôn lại bằng cách làm các bài test trực tiếp trên website, làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi nào nhớ mới thôi nhé. Tiếp đến là phần từ vựng. Trong phần này, Dũng Mori mang tới những giờ học hoàn toàn khác so với những giờ giảng từ vựng trước đến giờ. Vì là học để đi thi nên giáo trình lần này do các giáo viên tại Dũng Mori biên soạn sẽ để cho người học được học từ vựng thông qua các dạng bài giống như trong đề thi thực. Học từ vựng thông qua giải đề. Ví dụ, đứng trước một câu hỏi về điền từ kanji và chỗ trống, đầu tiên thầy Dũng sẽ cùng bạn chọn ra đáp án đúng trong 4 đáp án và giải thích lý do vì sao chúng ta lại chọn đáp án đó. Sau đó các bạn sẽ lắng nghe thầy giáo người Nhật Kenji Nemoto đọc các câu ví dụ mở rộng về cách dùng cho các đáp án còn lại và còn được giải thích thêm cụ thể bằng tiếng Việt nữa. Cách học này sẽ giúp bạn vừa học được thêm nhiều từ vựng, cách dùng đúng của nó, đồng thời có thể làm quen với các dạng bài thi một cách tự nhiên hiệu quả nhất ngay từ giai đoạn đầu tiên này. Cuối cùng, trong giai đoạn đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng học các bài giảng ngữ pháp cùng với cô Thanh. Trên lộ trình học tại dũngmori.com, Dũngmori sắp xếp lại các bài giảng ngữ pháp theo hai phần. Một là phần ngữ pháp tổng hợp. Đây cũng là các bài giảng ngữ pháp N2 của thầy Dũng và cô Thanh mà chúng ta đã từng xem ở trên YouTube rồi. Nên có lẽ mình sẽ không nói thêm nhiều nữa, mà điều mình muốn giới thiệu nhiều hơn ở đây là các bài giảng trong phần 2, đó là phần ngữ pháp cụ thể hoàn toàn mới này. Được chia đều ra 12 chương, quay trong 25 clip, đây sẽ là tập hợp lại các ngữ pháp quan trọng thường xuất hiện nhiều trong các bài thi của N2 trong những năm gần đây. Mỗi video bài giảng sẽ được thực hiện bởi cô Thanh và một bạn học viên đi cùng để tạo được không khí, không gian giống như chúng ta đang học ở một lớp học vậy. Thứ nhất, Hajimete đi với thể gì em nhỉ? Hajimete đi với thể. Đúng rồi, Usinatte Hajimete. Bây giờ Usinatte Hajimete, ok, thứ 1, thứ 2 giải quyết như nào bây giờ? Bây giờ cái đánh mất cái gì phải là đánh mất con người. Đúng rồi, đánh mất con người, gì nữa? Con người nào? Con người Taisit Nashito. Ok, rồi, dịch rất là chuẩn và gì nhỉ? Ghép rất là ok đúng không? Mặc dù câu này cũng khá là dễ thôi. Đúng nhỉ? Đáp án chúng ta sẽ là gì nhỉ? Taisit Nashito. Ồ, đúng nhỉ? Taisit Nashito Usinatte Hajimete. Usinatte Hajimete Kizuita Koto ga aru. Đúng nhỉ? Chỉ khi gì đây, chỉ khi mà đánh mất người quan trọng rồi thì tôi mới nhận ra, thế nhỉ, mới nhận ra là họ quan trọng đến mức như nào nhá. Tất nhiên các bạn hoàn toàn cũng có thể củng cố lại các kiến thức của mình thông qua các bài luyện tập trực tiếp trên website ngay sau đó nhá. Sau khi đã hoàn thành được giai đoạn 1, khi mà vốn từ vựng, chữ Hán và ngữ pháp đã tương đối chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào giai đoạn sao nấu các kiến thức này thông qua các dạng bài đọc hiểu và nghe hiểu nhé. Vì sao lại gọi đây là một giai đoạn sao nấu nhỉ? Mỗi bài đọc hiểu và nghe hiểu thì tất nhiên là được hình thành từ những chất liệu ngôn từ và mạch văn câu cú đúng không nào? Vì vậy, nếu chúng ta nhớ được càng nhiều chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp đã học ở giai đoạn 1, thì chúng sẽ giúp bạn hiểu câu tiếng Nhật nhanh hơn và có tư duy mạch văn chặt chẽ hơn. Việc còn lại là chúng ta chỉ việc luyện thật nhiều đề. Với 18 bài chữa đọc hiểu của cô Thanh, tin chắc rằng bạn sẽ học được rất nhiều kỹ năng làm đề đọc hiểu, đi sâu vào chữa đề các bài cụ thể, từ các dạng bài tham bưng, chiêu bưng, hikaku, chô bưng, rồi đến joho kensaku.
Còn ở phần nghe hiểu, chương trình học cũng đã cung cấp đầy đủ các dạng bài trong đề thi. Các bạn có thể làm trực tiếp trên website và check lại phần đáp án sau đó để đối chiếu như thế này. Và cuối cùng cũng đến giai đoạn nước rút rồi. Bây giờ hãy thể hiện hết những gì bạn đã học được cả về kiến thức lẫn kỹ năng làm đề thông qua việc làm các đề thi thử đã được chuẩn bị sẵn ở đây nào. Có rất nhiều các đề để có thể củng cố lại kiến thức, ví dụ như đề GLPT chữ Hán dễ xuất hiện nhất, hay là đề GLPT chữ Hán dễ nhầm lẫn nhất. Tiếp theo là luyện đề GLPT Kanji từ vựng, sau đó là các đề luyện GLPT ngữ pháp, luyện GLPT nghe hiểu. Và ngoài ra ở đây chúng mình còn cung cấp thêm về list các từ vựng và chữ Hán mà đã xuất hiện ở trong các đề thi GLPT từ năm 2010 cho đến năm 2016, các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Và cuối cùng là các bài thi thử GLPT. Mỗi đề thi sẽ được bao gồm đầy đủ các dạng bài từ từ vựng, ngữ pháp, chữ Hán cho đến đọc hiểu và nghe hiểu giống y như một đề thi thật. Các bạn hãy làm luôn trên web và check ngay kết quả của mình ở bên dưới nhé. Ngoài ra, trước mỗi kỳ thi chính thức của GLPT khoảng 1 tháng, bạn còn có thể theo dõi thêm các bài livestream chữa đề ôn luyện miễn phí của các thầy cô trên fanpage chính thức của Dũng Morning. Toàn bộ tài liệu cũng như clip sẽ được lưu lại trên website như thế này, các bạn hoàn toàn có thể xem lại nhé. Đến đây với lộ trình học bài bản mà Dũng Mori đã vạch ra, chắc chắn bạn sẽ có được một lượng kiến thức đầy đủ để bước vào các kỳ thi N2 GLPT rồi. Và đặc biệt, có một điều mà mình tin chắc rằng các bạn sẽ cảm nhận được khi luyện thi N2 trên website dungmori.com, đó là mỗi bài giảng đều không chỉ đơn thuần là truyền tải kiến thức, mà còn là nơi gửi gắm tất cả nhiệt huyết, tình yêu tiếng Nhật, sự chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập bởi hai người thầy chịu trách nhiệm dạy chính trong khóa học này, đó là thầy Dũng và cô Thanh. Bằng kinh nghiệm giảng dạy online, khả năng tự tạo sức hút cho mỗi bài giảng qua video. Bên cạnh đó là phong cách truyền đạt kiến thức tự nhiên, dễ hiểu. Mình tin chắc rằng các bạn sẽ có được một trải nghiệm ôn thi N2 không hề khô khan mà có nhiều cảm xúc hơn ở trên website dungmori.com. N2 dungmori.com, nơi có những giáo viên tốt và những bài giảng hay.